Nhất lên chào mừng toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước ạ. Chúc màn ảnh nhỏ bà con cô bác, đây là một chiếc xe Mazda 3 mới về cửa hàng bên em. Với dòng xe Mazda 3 thì đây là một chiếc xe bản full bản đủ nhất, được trang bị khá là nhiều như là có những cái hệ thống cửa sổ trời, điều hòa auto này, đèn bi này, túi khí an toàn ABS đầy đủ. Chiếc xe được mang trên mình lớp sơn màu trắng và mang biển Hải Phòng 15A11592. Vâng, nếu bà con các bác mình quan tâm với bộ xe Mazda 3 này thì có thể nhấc máy gọi điện cho em qua số hotline là 0397265286 nhé. Đặc biệt bà con xem thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em ạ. Chiếc xe Mazda này thì có hệ thống xi nhan trên gương rồi này. Xe được trang bị na răng đúc và 4 phanh đĩa là nguyên bản theo xe. Bà con nếu mà đến xem xe thì địa chỉ của hàng bên em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10, gần chân cầu vượt quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng ạ. Chiếc xe này thì động cơ 2.0 tự động, nó sẽ ăn xăng tổng khoảng như là 10 lít đấy, trên 100 cây phải là khi mà chúng ta vào phố thì nó phải trên hơn 10 lít đấy ạ, vì tự động 2.0 cơ mà. Chiếc này thì biển Hải Phòng, bà con chúng ta khu vực Hải Phòng con này chúng ta sẽ không phải rút hồ sơ đâu, chỉ cần đổi đăng ký thôi. Và kể cả là mình công chứng ủy quyền cũng được. Với chiếc này thì biển khá đẹp đây, 15A11592, biển là biển Tiến rồi. Đằng sau của chiếc xe thì có trang bị cam lồi này, cảm biến lồi này, đấy, có độ độ cái phần ngay cái phần nắp mở cốp đấy, có độ cái phần đuôi cá nữa, nhìn con xe nó cũng rất là thể thao. Về phần lốp của chiếc xe thì con này nó cũng chỉ còn tương đối thôi. Đấy, còn tương đối thôi, tầm khoảng được 30-40% thôi. Và dòng xe này được trang bị ra răng của nó là R205-55R16 này. Đấy. Và dòng xe này trang bị 4 phanh đĩa. Cái ra răng của nó thì hơi bị chảy xước một chút ạ. Đấy. Theo thời gian thì đương nhiên nó cũng sẽ có sự chảy chụa rồi, chứ cũng không có thể nào có đẹp nguyên bản khi mà chúng ta mua mới hoặc là xe lướt được. Chỗ bậc lên xuống của chiếc xe thì có biểu tượng của Mazda đây. Và những cái phần đánh cửa chiếc xe thì nó cũng không bị chảy chụa cái gì nhá. Những cái phần đường là đường gọi là đường chỉ của chiếc xe này, đấy, nó không bị mất. Em bán ra thì có giấy tờ cam kết cho toàn thể bà con cô bác và xe thì không bị tai nạn ngập nước. Giấy tờ em cam kết chuẩn chỉ ạ. Đây là phần âm thanh này. Đây, biểu tượng của Mazda này, ốp đây. Đấy. Với dòng xe Mazda này thì cái phần bộ ghế của nó được thiết kế nhìn rất là đẹp. Đấy, nó được trang bị cái gối tựa đầu này và cái phần này của nó đấy ạ. Ôm bằng người lái, chúng ta có một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là êm, đấy, cảm giác rất là an toàn. Xe có trang bị điều hòa auto này, số zích zắc này, cam hành trình, màn hình cam lùi. Túi khí an toàn có. Đây là chúng ta hộc để chúng ta để đồ. Đây, đấy. Lốp này thì mòn rồi đấy ạ. Đây, gọi là tạm ổn thôi. Nếu mà chúng ta mua về nhà sử dụng thì cũng lên thay lốp. Vì nếu chúng ta thay lốp thì xe chạy nó cũng sẽ nó đầm, nó cũng ổn. Đấy. Đây là đèn bi nguyên bản của nó này. Đấy. Biểu tượng của Mazda thì nằm ở giữa mặt ca răng. Đấy. 252 triệu cho chiếc xe Mazda 3 2009 này. Thực sự con này thì em đang bán cái giá rất là rẻ đấy ạ. Thị trường đang bán tầm khoảng 270 hoặc là 280 cơ. Đấy, nhưng mà con này em đang bán với giá thì chỉ có 252 triệu thôi. Có rẻ không ạ? Đấy, rất là hợp lý nhá. Giờ thì em sẽ nổ máy chiếc xe Mazda này. Vâng, với chiếc xe này thì có hệ thống cửa sổ trời này. Đấy. Nhà nào mà mua cái dòng xe này mà nhiều khi người cứ nghĩ là một chiếc xe hạng sang, giống như kiểu những dòng xe đẳng cấp vài tỷ đấy ạ. Đấy.
như là mui trần nó kia đấy. Phải nói là chiếc xe này nhìn nó cũng rất là đẹp, với tầm tiền chỉ có hơn 200 thôi, có cả cam hành trình này, điều hòa, trang bị điều hòa ô tô nhé. Số này thì cái này mộc da nhìn nó hơi xấu thôi, cái này thì em có thể xử lý hết được đấy, chỉ cần mộc da lại thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, số zích zắc đây, em vào số xem là kiểm tra là số mà nó có ngọt ngào ở trên cái mặt đồng hồ đây không nhé. Đây đấy, đấy, số má thì vào rất là ngọt ngào đấy, đó là rất ok ạ. Vô lăng của chiếc xe này đấy. Cái này là chúng ta tăng âm lượng nhé, tăng giảm âm lượng đây đấy, tăng giảm âm lượng này đấy. Và bây giờ thì em sẽ quay phần cốp xe đấy, và cũng như là phần khoang động cơ của chiếc xe Mazda 3 2009 này nhé. Đây, phần cốp xe này, cái này có một cái chồng thôi đấy, nó không có cái dụng cụ kích. Cái này là cái gì em để xem nào, cái này cái gì của chủ xe, hay là cái này là cái loa không biết nữa. Cái này như là cái loa, đúng rồi, cái loa đây đấy, đổ cả cái loa ấy này. Bao nhiêu năm sử dụng rồi nhưng mà cái này nỉ nguyên bản của nhà máy nó vẫn còn đây. Đấy, đây chúng ta đây, kích lốp làm là đây ạ. Và là dụng cụ kích lốp thì nó cũng đầy đủ hết đấy ạ. Bây giờ thì em sẽ quay phần khoang máy của chiếc xe này nhé. Dạ vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe Mazda 3 2009 ạ. Với động cơ con này 2.0 tự động. Đây, đấy, xe trang bị 4 máy này. Khô ráo sạch sẽ. Vâng, thật sự thì con này thì nói tiểu sử của nó thì trước nó cũng ở bãi em đấy ạ. Em mới bán đây tầm khoảng 1 tháng đổ lại đây thôi. Tại vì là chủ xe anh ấy làm ăn được. Đấy, mới lúc đầu mới tập lái thì mua con này thôi. Và thì nhà cũng có điều kiện mà, đi con này chỉ gọi 1 tháng để gọi là quen chân quen tay và lại sang nhượng lại cho cửa hàng em để mua một con xe đời mới đề cao nhé, xe mới luôn đấy. Mà em nói rất là ok ạ. Đây phần cabo của nó này, đây biểu tượng của Mazda đây đấy. Dạ vâng, 252 triệu sở hữu ngay một em Mazda 3 2009 với động cơ của nó là 2.0 tự động nhé. Nếu bà con quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt bà con xem thì nhớ like, đăng ký. Đừng quên là bật chuông thông báo bên góc phải màn hình 2 lần để cập nhật những mẫu xe, những video mới nhất mà em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày nhé. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.